Xin kính chào toàn thể các bác đam mê câu cá. Hôm nay số đồ gái quạt ra cho em này về để những con máy đẹp ra tốt cho các bác. Giá bán trên video là chưa bao gồm phí ship. Phí ship bên em là 30.000 toàn quốc. Các bác mua hàng, kiểm tra hàng, ok thanh toán. Đối với những đơn hàng giá trị cao thì các bác vui lòng chuyển cọc cho bên em một chút. Thì đầu video các bác cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh để em ra những con máy đẹp giá tốt cho các bác nhé. Thì mình like, mình đăng ký thì mình sẽ thấy được video sớm hơn, sẽ chọn và mua được những con máy đẹp và ưng ý hơn. Hôm nay bên em cũng về được rất nhiều loại máy câu nhé, máy đứng máy ngang quá, đầy đủ tất cả các size, đầy đủ tất cả các giá tiền nhé. Các bác chịu khó xem đến cuối video nhé. Đến tới ở mặt số 1 em có một máy Biomaster XT size là 1000 nhé. Dòng này thì là của Gia Ban sản xuất các bác nhé. Cái size 1000 size dòng size này là cuối sâu và cho mình được rất nhiều dây nhé. Size này cho bác câu tôm, câu chép. Vậy thì đang còn đẹp các bác nhé. Đang đẹp nhé. Nếu là máy Gia Ban sản xuất thì dòng này cực kỳ bền nhé. Giờ cướp ngon lành. Đã rác máy. Hoạt động êm mượt các bác nhé. Êm mượt nhẹ nhé. Mới là còn đẹp. Hoạt động êm mượt. Chốt chặn ok. Mới đẹp. Hoạt động êm mượt. Con này là mã số 1 các bác nhé. Con này nặng 260g. Giá là 1 triệu các bác nhé. Mặt số 1, 1 triệu. Em tới là mặt số 2. Mặt số 2 em có còn máy kit fan size 2500 nhé. Cái size 2500 là size cuối sâu nhé. Thì size này sẽ vào cho mình được rất nhiều dây nhé. Cuối sâu thì vào cho mình được nhiều dây hơn. Ngoại hình thì nó cũng có trầy sớt chút nhé. Dòng kit thì là dòng chuyên luôn máy đứng rồi. Dòng này thì khỏe, có cốt trần lực. Dòng này cũng quay rất mượt mà. Size 2500. Cuối sâu thì nó tầm size 3000 Shimano nhé. Cái dòng kit thì từ size 3500 rồi xuống là của Thái Lan xuất nhật các bác nhé. Để cước ngon lành. Drag. Hoạt động êm mượt các bác nhé, êm mượt nhẹ nhé, êm mượt nhẹ tay. Chốt chặn ok, êm mượt nhẹ. Cái này là mã số 2 các bác nhé. Cái này nặng 380g, giá là 1 triệu 3 các bác nhé. Mã số 2, giá 1 triệu 3. Em tới mã số 3. Mã số 3 em có một con máy Shimano Utega C3000 nhé. Cái dòng C là dòng body thun gọn nhé. Size 3000. Size này thì là size cuối sâu nhé. Cuối sâu vào cho mình được rất nhiều dây nhé. Cái máy này là đang có ít dây cước nhé. Nội hình máy thì nó cũng có trầy sớt chút. Bản này là bản Utega, bản 2017 nhé. Bản này thì nó cũng chỉ có 1 chiều các bác nhé, nó không trở ngược đâu nhé. 1 chiều thôi. Xe 3000, xe 2 thì các bác coi luôn là chuẩn nè. Tay coi là tay coi xích cốt, đổi tay trái phải thoải mái nhé. Đặt cước ngon lành, đờ rác máy, hoạt động êm mượt nhẹ các bác nhé, êm mượt nhẹ, dòng này một chiều không có trở ngược nhé, trang này cô đua đẹp rồi, 3000,
Con này là mã số 3 các bác nhé. Con này nặng 240 g, giá là 1,6 triệu các bác nhé. Dòng Utega thì có Malaysia xuất Nhật. Em tới mã số 4 nhé. Mã số 4 thì em có một con máy Billmaster C3000. Dòng C thì là cái dòng body thân gọn nhé, size 3000. Con này là cuối sâu nhé. Cuối sâu. Dòng này thì là của ra 3 sản xuất các bác nhé. Bên ra 3 này. Ngoài hình máy. Ngoài hình thì trợ chất nhẹ đây. Cũng đang còn đẹp nhé. Tay coi là tay coi xích cốt nhé. Đổi tay trái phải thoải mái nhé. Nói chung là ngoại hình đẹp. Trợ chất nhẹ. Những con máy Japan sản xuất này cực kỳ bền nhé. Hàng Japan sản xuất đi đâu nó cũng có sự không khác biệt chút. Con này thì có đốt châm dầu cho mình nhé, rồi bị thuận lợi cho mình nhé. Chai 3000, sang này câu lô đẹp à. Mới đẹp. Để cứ con này nhé. Rồi rắc máy. Hoạt động êm mượt nhẹ các bác nhé. Êm mượt nhẹ nhé. Máy đẹp, hoạt động êm mượt. Chốt chặn ok nhé. Billmaster C3000. Máy đẹp. Con này là mã số 4 các bác nhé. Con này nặng 260 g, giá là 2,2 triệu nhé. 2,2 triệu nhé. Các bác là xem video ôm máy nào chứ nhắn vào số Zalo nhé. Cần em hỗ trợ gì chứ nhắn vào Zalo sẽ hỗ trợ mình dễ hơn nhé. Các bác đang xem video tiện tay cho luôn, xin luôn một like và đăng ký kênh nhé. Em tới mã số 5. Mã số 5 em có một con máy Daiwa Tournament X 3000IA. Cái size 3000 có Daiwa thì nó tầm size 4000 Shimano nhé. Dòng này thì cực kỳ chạy nhiều bộ đạn, cực kỳ trâu khỏe nhé. Cốt to này, hai bộ đạn này. Z-code là hai bộ đạn nhé. Dòng cực kỳ trâu khỏe. Máy Japan sản xuất. Dòng tốt lắm, mình là hàng cao cấp, nó sạc ngang với Satiga các bác nhé. Máy dòng này thì nó ít hơn, hiếm hơn. Japan sản xuất này. Sai này thì để cho bác luôn chạm câu lốc bông, câu ngâm, câu lục, câu lông C, đều được hết. Tay quay đổi tay trái phải thoải mái nhé. Trên máy thì cũng đang có JB nha, các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé, nhìn đang còn rất mới nhé. Để cướp ngon lành. Giờ ráp. Được bình thường nhé. Chốt trận ok nhé. Con này mã số 5 các bác nhé. Con này nặng 370 g, giá là 1,6 triệu các bác nhé. 1,6 triệu. Đang tới mã số 6. Mã số 6 có một con máy Shimano Vanfor 3000 MHG nhé. Xe 3000. Cuối M là cuối trung bình nhé. TUHG. TUHG là ratio là 5.7 các bác nhé. Size này thì cho bác câu lua lóc.
Lua chấm. Con lua nhá. Cái dòng van for thì cực kỳ nhẹ nhá. Thiết kế bằng vật liệu C4 hết, C4 cộng hết các bác nhá. Dòng này thì nó cũng chiếm một chiều các bác nhá. Ngoại hình thì nó có trầy xước chút ở đít này. Bên trên vền cho to thì nó cũng đang đẹp. Giật cái con này nhá. Giật rắc máy. Trên máy này có dây bi, các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhá. Hoạt động êm bật nhẹ nhá. Êm bật nhẹ tây. Dòng này nó chỉ một chiều các bác nhé, nó không có trả ngược đâu nhé, một chiều thôi. Một đồng em và nhà tay, tay coi shit code, đổi tay trái phải thoải mái nhá. Dòng này câu lua chuẩn bài này. Con này là mã số 6 các bác nhé. Con này nặng 195g, giá là 2,8 triệu các bác nhé. Mức giá tốt cho vần phò các bác nhé. Em tới mã số 7. Mã số 7 thì em có một máy Daiwa Theory 2004 nhé. Ngoài hình thì cũng có trời sớt chút nhé. Sáng này thích ở cho bác cô lua nhé. Tay quay là tay có cheat code, đổi tay trái phải thoải mái nhé. Cái dòng Theory thì thiết kế đẹp, tiếng đờ rất hay, cũng cầu cũng khá khỏe các bác nhé. Dòng này thì nó có mạc siêu nhé, mạc siêu là dầu tử tính để kháng nước các bác nhé. Cầu mặn cũng rất tốt nhé, các bác cầu nước mặn thoải mái nhé. Gạt cước con này, đờ rất dòng này thì kêu rất hay các bác nhé. Dòng này được các thiết kế hay, tiếng ở rất hay nữa, thiết kế đẹp, câu đá đáng đồng tiền, hoạt động êm bật nhẹ các bác nhé, chốt chặn ok. Con này là mã số 7 các bác nhé, con này nặng 170g, giá là 2,5 triệu các bác nhé, 2,5 triệu. Em tới mã số 8. Mã số 8 em có một con máy T-Winbauer C3000. Cái dòng C là dòng body thốt gọn các bác nhé. Size 3000. Size này thì các bác có lua đẹp rồi. T-Win là hàng cao cấp mặc định là có da 3 sản xuất các bác nhé. Cái con này là thân 2500, cái cối là cối 3000 các bác nhé. Thân 2500. Nói chung là nó cùng cái body chỉ khác nhau cái cối thôi. Cái cối 3000 thì C3000 thì vào cho mình được nhiều dây hơn nhé. Ra bàn sản xuất cùng body thôi. Ngoài hình thì nó cũng có trời sớt chút nha. Dòng T-Win thì tay quay là tay cheat code nha. Ngoài hình nó trời chốt. Dòng tay nguyên thì nó khỏe nhá, bền nhá. Dòng này hàng cao cấp à. Gạt cước con này. Đợi rác. Hoạt động bình thường nhá. Con này về bắt châm thêm nó chút dầu nhá. Con này có nó châm dầu cho mình nhá.
cực kỳ thuận lợi nhé, hoạt động bình thường nhé. Con này là mã số 8 các bác nhé, con này nặng 250 g, giá là 2,2 triệu các bác nhé, mã số 8, 2,2 triệu. Em tới mã số 9. Mã số 9 thì có một con máy Daiwa Lesa, Lesa LT400F C-Cab nhé, size 4000. Dòng này thì cũng có mạc siêu nhé, mạc siêu giờ giờ tự tính cho các bác à. Câu size này bác lua chấm này, có đốc bông này, tuyệt vời này. Trên máy cũng đang có dây bi đang còn rất mới này. Ngoài thì con này thì còn tuyệt đẹp các bác nhé, máy nó chỉ không có hộp phụ kiện thôi, còn máy thì y như mới, không có trầy xước gì cả đâu các bác nhé, đẹp như mới nhé, máy đẹp như mới. Giờ bây giờ còn mới luôn nhé. Xe 4000 này có lùa chuẩn rồi, máy này đẹp như mới nhé. Dít bóng loáng này, thật cực ngon lành, thật ráp. Hoạt động thì êm bật nhẹ các bác nhé, êm bật nhẹ tay, chốt chặn ok nhé, êm bật nhẹ. Hoạt động êm mượt nhé. Con này là mã số 9 các bác nhé. Con này nặng 260 g, giá là 2,1 triệu các bác nhé. Máy đẹp nhé, hoạt động êm mượt nhé. Giờ bây giờ còn mới luôn. 2,1 triệu. Mã số 10. Mã số 10 đến mã số 10 có một con máy Daiwa Certec 3012H nhé. Cái size 3012 nhé. Cái size 3012 có Daiwa nó tầm size 4000 là gì đấy, có Shimano các bác nhé. 4000, hơn 4000 chút. Cái dòng ở đây có sơ tích là hàng ra 3 sản xuất các bác nhé. Sai lại dòng này thì các bác lua chấm, câu lóc bông, câu mồi sống thì tuyệt vời rồi. Dòng này bao trâu, bao khỏe. Ngoài thì chạy sát chút thôi, cũng đang còn đẹp. Tay quay theo cái chiếc cốt, đổ tay trái phải thoải mái nhé. Nhật thức online. Và rác. Con này hoạt động bình thường, cảm giác hơi khói dầu một chút các bác nhé. Dòng này thì nó có mạc siêu nhé. Mạc siêu là giờ tự tính để kháng nước kháng mặn cho các bác nhé. Chốt chặn ok nhé. Trên máy thì cũng đang có dây bê, cũng đang còn đẹp nhé. Các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Chạy rất nhẹ thôi. Con này là mã số 10 các bác nhé. Con này nặng 270 g, giá là 2,9 triệu các bác nhé. Mã số 10 giá 2,9 triệu. Em tới mã số 11. Mã số 11 đều có một con máy Daiwa Luviad LT3000 các bác nhé. 3000 XH nhé. XH là vòng tua cao các bác nhé. Dòng này là Luviad của Japan sản xuất các bác nhé. Máy in Japan này. Luviad Japan sản xuất nhé. Cái dòng Luviad thì Japan sản xuất thì nó sẽ mắc hơn cái dòng Luviad của Trung Quốc sản xuất các bác nhé. Nó sẽ mắc hơn tầm giá gần gần triệu các bác.
Ngoại hình thì cũng trời rất nhẹ đang đẹp nhé. Dạo này thì nó có mặc siêu nhé, mặc siêu là giờ tuổi tính thì kháng nước cho bác nhé. Size 3.000, cuối này cuối sâu. Size này cũng thích cho bác câu lô thì tuyệt vời rồi. Tay quay xích cốt, đổi tay trái phải. Ngoại hình thì nó không có hộp, nhưng cũng trạch nhẹ, cũng đang đẹp nhé. Vét 3.000. Đặt cước con này nhé. Hoạt động êm mượt các bác nhé, êm mượt nhẹ tay nhé. Êm bật nhẹ tay. Dạo này nó chỉ một chiều, nó không trắng ngược đâu các bác nhé. Ruby hát ra bàn sản xuất. Dính cái đất rồi bác. Đất bám vào đây, bụi bẩn bám vào đây. Nói chung máy đèo hoạt động êm mượt nhá. Đập keo. Cái này em để mức giá rất tốt cho các bác nhé. 3 triệu 9 các bác nhé. Nặng 210 g, 3,9 triệu. Máy tuyệt đẹp. Hàng Gia Ban nó sẽ mắc hơn hơn hàng Trung Quốc các bác nhé. Louis Art bản 2020 nhé. 3,9 triệu. Em tới mã số 12. Mã số 12 em có con máy XNC BB size 4000 MXG nhé. Cối M là cối trung bình, tôi là tôi XG. Ngoại hình máy thì cũng đang đẹp các bác nhé. Size 4.000. Cuối M là cuối trung bình các bác nhé. Nói chung là máy đang còn đẹp. Trên máy cái dây bây thì dây nào đang còn rất mới các bác nhé. Các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Size này thì dòng này thì là kháng mặn cũng rất tốt nhé. Size này thích hợp cho bác lua chẻm. Lua chẻm cái dòng này sẽ rất hợp này. Lua chẻm có lốc bông. Tay quay thì tay quay xích cốt, đổi tay trái phải thoải mái nhé. 4.000 thì cực kỳ linh động cho mình nhé. Kêu được nhiều thế loại nhé. Tôi XG Radio 6.2. Tua cao nhé. Giật cước con này. Giật rác. Hoạt động êm mượt các bác nhé. Êm mượt nhẹ. Máy đèo hoạt động êm mượt. Dạo này thì nó chỉ một chiều các bác nhé. Nó không trắng ngược đâu nhé. Một chiều thôi, không trắng ngược. Máy đèo hoạt động êm mượt nhé. Cái này là mã số 12 các bác nhé. Cái này nặng 270 g, giá là 2,2 triệu các bác nhé. 2,2 triệu. Xe 4.000 nhé. Tôi giờ em tới mã số 13. Mã số 13 em có một con máy Daigo phở RAM các bác nhé. 4.500G. Cái size 4.500G của Daigo thì nó tầm size thực khoảng size 8.000 gì đấy của Shimano các bác nhé. 8-9.000 đấy của Shimano. Size này thì thích là cho bác câu bạc bãi bờ biển, câu cá tra bò đánh cá lớn nhé. Bây giờ cái bản bản frame thì cái bản đời trước của Thái Lan, bản này là bản của Thái Lan các bác nhé.
bản Thái Lan thì này nó sẽ chắc khỏe hơn cái bản của Việt Nam, sẽ ngon hơn bản của Việt Nam nhiều đó. Bản này bản đời trước nhé. Trên máy của đang dây bia bây các bác phải kịp tận dụng lại nhé. Ngoại hình máy thì nó cũng còn đang còn sáng đẹp nhé. Bản này có Thái Lan sản xuất các bác nhé. Dòng này ngon bó rẻ. Cho các bác đánh cá lớn nhé. Gạt trước con lành nhé. Giả rác. Hoạt động êm mượt nhẹ tênh các bác nhé. Êm mượt nhẹ. Chốt chặn ok nhé. Dùng máy nào còn đẹp hoạt động êm mượt nhé. Con này là mã số 13 các bác nhé. Con này nặng 480 gram, giá là 1,5 triệu nhé. Các bác đang xem video con máy nào, nhắn vào số Zalo nhé. Cần em hỗ trợ gì thì em cứ nhắn vào Zalo sẽ hỗ trợ mình dễ hơn nhé. Các bác đang xem video tiện tay cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh ấy nhé. Thì mình like, mình đăng ký thì mình sẽ thấy được video đầu tiên mình sẽ mua được, chọn mua được những con máy đẹp và ưng ý hơn. Em tới mã số 14. Mã số 14 em có một con máy Daiwa BG 4500 nhé. Cái size 4500 của Daiwa BG thì tầm size tầm 9.000 Shimano các bác nhé, 89.000 rồi đấy. Ngoại hình máy thì đang còn đẹp các bác nhé. Ngoại hình đang còn đẹp nhé. Đổi tay trái phải thoải mái nhé. Con này thì trên máy thì cũng đang có cuộn dây bây cũng đang còn rất mới các bác này, mới keng này, các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Còn dây bây còn mới lắm. Nó còn mới đẹp nhé. Nói chung là máy đang còn đẹp nhé. Mới đẹp. Sai này cho các bác câu lục xa bờ, câu bạc đáy bờ biển, câu cá tra bò, đánh cá lớn nhé. Rồi rác. Hoạt động êm mượt các bác nhé, êm mượt nhẹ. Dạo ngoài nó chỉ có một chiều các bác nhé, nó không có trái ngược đâu nhé. Êm mượt nhẹ tay. Máy đang còn đẹp. Thì máy có dây bây giờ như mới luôn. Này mới keng này. Cái này là mã số 14 các bác nhé. Cái này nặng 620 g, giá là 1,6 triệu các bác nhé. 1,6 triệu. Em tới mã số 15. Mã số 15 em có một con máy T-Winmower size 8000 BG nhé. Size này thì thích hợp cho bác câu bạc bãi bờ biển, câu cá tra bò, đánh cá lớn nhé. Sẵn hàng nhé. Ngoại hình thì nó có trầy xớt nhé. Nó có trầy xớt chút. Tay quay xích cốt nhé. Dòng này cực kỳ trâu khỏe rồi. Cái hàng T-Win thì mặc định là có Java sản xuất các bác nhé. Bên Java này. Xe 8000, tôi BG. Rồi thì nó cũng trầy xước chút thôi. Cái này vô bác săn hàng câu cá khủng, cá lớn nhé. Nguồn TQ thì cực kỳ khỏe rồi. Đặt trước con này nhé.
xít hơi chặt. Rồi rắc máy nhá. Hoạt động bình thường nhá. Chốt chặn ok nhá. Xe 8.000 tôi VG. Xoắn hàng cũ đánh cá khủng. TQM. Con này cũng có nốt tâm dầu cực kỳ thuận lợi cho mình nhé. Con này là mã số 15 các bác nhé. Con này nặng 580g, giá là 2.700.000 các bác nhé. 2.700.000 nhé. Tiếp tới mã số 16. Mã số 16 có một con máy ngang nhé. Con này là con SLXDC các bác nhé. SLXDC 71XG nhé. Tối XG là vòng tua cao nhé. Ra tiêu là 8.2 nhé. Cái SLX thì nó sẽ các bác phân biệt SLX151 và SLX71 nhé. SLX151 sẽ là cái dòng rẻ tiền hơn nhé. Cái dòng biết bán rẻ tiền nhé. Còn SLX71 thì nó sẽ mắc tiền hơn các bác nhé. Nói hình máy thì nó cũng có trầy sớt chút thôi. Tôi XG, ra tiêu là 8.2. Máy này còn đẹp nhé. Dòng này thì là của Malaysia xuất Nhật các bác nhé. Malaysia xuất Nhật. Quay rất tít các bác nha. Thì máy vẫn đang có dây bia nha. À dây cước nha. Quay. Quay rất tít luôn. Em bật nhẹ các bác nha. Dùng máy đẹp nhé, hoạt động em mượn nhé. Con này nặng 210g, mã số 10 giá là 2.600.000 các bác nhé. Mã số 10, 2.600.000. Em tới mã số 17. Mã số 17 cũng có máy SLXDC 71HG nhé. Ngoại hình máy thì còn đẹp như mới các bác nhé. Đẹp như mới nhé. SXDC. Tốt rồi thì ratio là 7.2 các bác nhé. 71HG. Máy đẹp như mới. Trên máy thì đang có dây cước nhé. Các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Đẹp như mới nhé. Malaysia xuất Nhật. Hoạt động êm mượt các bác nhé. Êm mượt nhà Tây nhé. Quay tít tù mù. Máy đẹp như mới nhé. Chẳng khác gì máy mới đâu các bác nhé. Cái này còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Sổ sách trong đền.
Con này thì sổ sách trong đèn chứ nó không không có dầu máy các bác nhé. Sổ sách trong đèn thôi. Còn sổ sách không có dầu máy nhé. SLXDC71HG ratio là 7.2, tải cá là 5,5 kg, nặng 210 g, chạy 7 bậc đạn. Con này mã số 17, giá là 2,7 triệu các bác nhé. 2,7 triệu máy đẹp như mới nhé. Em tới mã số 18. Mã số 18 em có một con máy Abu Garia 2 Abu Garia 3 STX 2500 SH nha. Rồi thì 5.8 nha. Đặc điểm cái dòng này thì nó sẽ là máy hai cối các bác nha. Này, một cối này và một cối này nha. Cái cỏ cối này thì đang còn còn mới chưa dùng các bác nha. Một cối STX 2500 SH Abu nha. Cối này đang còn mới chưa dùng nha. Hộp kim màu vàng rất đẹp nha. Máy thì nó có trầy sốt các bác nhé. Máy thì con này nó có trầy sốt hơn nhiều. Nó chốt đít đây này. Chốt đít. Abugatia size 2500. Size này cho bác con lua nhé. Máy hai cối. Cần cước con lành nhé. Dòng Abu câu rất khỏe cái máy các bác nhé. Rồi rác. Hoạt động êm mượt các bác nhé. Êm mượt. Dòng này thì nó cũng chỉ một chiều các bác nhé. Nó không có đảo ngược đâu nhé. Một chiều nhé. Abu Garia. Tay quay đổi tay trái phải thoải mái nhé. Máy hai lô. Con này chạy 6 bậc đạn, ratio là 5.8, tải cá là 5,2 kg, máy nặng 263 g nhé. BE0.8 vào là 150 m. Cuối này là mã số 18, giá là 600 ngàn các bác nhé. 600 ngàn máy hai lô nhé, nguyên là phụ kiện nhé. Sổ sách nhé. Sáu trăm ngàn máy hai lô Abu Garia. Em tới mã số em ghi nhầm con này, em vẫn ghi là mã số 18 các bác nhá. Là hai mã số 18 mà con là con Abu và con Utega các bác nhá. Utega C3000HG. Cái dòng C là dòng body thân các bác nhá. Size 3000, tô là tô HG. Ngoại hình máy thì máy đẹp như mới các bác nhá. Máy mới sao nó như vậy các bác nhá. Nhưng mà máy mới sao nó như vậy, nó không khác gì đâu các bác nhá. Nói chứ khác là mình thêm được quận JBE cũng đang còn rất mới các bác này. Nó còn mới keng này. Mình về chúng ta tận dụng lại thôi. Máy thì đang quản lý như mới nhá. Ít bóng loáng. Size 3000, size này thích ở chỗ bác câu lua nhé, câu lua size này đẹp rồi.
Dòng C là dòng body thân gọn, cối ở cối sâu. Xe 3.000, máy thì đẹp như mới nhá. Đẹp như mới. Rồi cứ còn lại nhá. Đợi rắp. Hoạt động em ở nhà Tây các bác nhé. Dòng này thì nó chiếu một chiều, nó không có trái ngược đâu các bác nhé. Dòng này một chiều. Máy đẹp. Như mới, hoạt động êm mượt. Được rồi. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Utega C3000HG, radio là 6.0, tải cá là 9 kg, nặng 225 g, chạy sóc bậc đạn, tôi dây 89 cm. Con này là mã số 18, giá là 2,3 triệu các bác nhé. 2,3 triệu. Máy như mới nha. Em tới mã số 19. Mã số 19 em có một con máy đây, Alesa LT3000D xế khác nhé. Xe 3000, cuối sâu nhé, cuối sâu vào cho mình được rất nhiều dây nhé. Dòng này thì nó cũng có mạc siêu nhé. Mạc siêu và dầu tự tính thì kháng nước, kháng mặn cho các bác nhé. Vậy thì nó cũng có trầy xuất nhẹ, nó đang đẹp nhé. Tay quay là tay có chiếc cốt, đổi tay trái phải. Xe 3000 cuối sâu của đây qua thì nó tầm xe 4000 Shimano các bác nhé. À không, cái dòng LT này thì 3000 là 3000, dòng LT là giống body thân gọn nhé. Cối sâu vào cho mình được rất nhiều dây. Tay coi là tay coi xích cốt, đổi tay trái phải thoải mái nhé. LT 3000 xế khát. Máy đẹp. Là cứ ngon lành nhé. Rồi ra. Hoạt động êm mượt các bác nhé. Êm mượt nhà Tây. Chốt chặt ok. Máy đẹp. Đây, đây qua Lisa này là nó sẽ có, các bác đừng có nhầm nhé, nó sẽ có nhiều biên bản nhé. Biên bản biên bản này là dành cho thị trường Nhật nhé. Còn đang biên bản Đông Nam Á thì nó sẽ tiền hơn. Đây là Lisa bản 2018, 2018-19 dành cho thị trường Nhật nhé. Hàng này là hàng một tiêm các bác này. Hàng một tiếp thì nó chỉ dành cho thị trường Nhật thôi. Để rút ngon lành. Thở rác. Hoạt động thì em bật các bác nhé. Em bật nhẹ nhé. Chốt chặn ok. Đấy nào, hoạt động em bật. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Đây qua Alesa LT 3000 DC khác. Radio là 6.2, nặng là 245 g, tải cá là 10 kg, thô dây 93 cm, chạy 5 bậc đạn. Con này là mã số 19, giá là 1,7 triệu các bác nhé. 1,7 triệu nhé, mới giá tốt nhé. Em tới mã số 20. Mã số 20 em cũng một con máy. Shimano Stradic C2000 SHG các bác nhé. Stradic bản 2019 nhé. Cái này là size 2000 nhé. Size này thích ở cho bác câu UL nhé, câu lua suối nhé. Ngoài con này thì cũng còn đẹp như mới các bác nhé. Đẹp như mới nhé. Cũng loáng nhá, đít này. Đậm như mới. Chờ giá đích bán 2019. Sáng đẹp như mới. Nhưng máy mới sáng nó cũng vậy thôi các bác.
Trộm như mới nhá. Nhặt cứ ngon này. Đờ rác dòng này kêu rất to nhá. Hoạt động êm mượt nhẹ các bác nhá. Dòng sở đích này nó chỉ một chiều các bác nhá, không trái ngược đâu nhá. Tay quay sheet code, đổi tay trái phải thoải mái. Xoay này do bác câu UL, câu lua suối thì tuyệt vời. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Sajadix C2000 HGS Radio là 6.0, tải cá là 3 kg, nặng là 185 g, chạy bể bọc đạn, tôi dây 81 cm. Con này là mã số 20, giá là 2,5 triệu các bác nhé. 2,5 triệu máy đẹp như mới nhé. Em tới mã số 21. Mã số 21 em có một cái máy đây qua Blast LT4000 CX các bác nhé. Size 4000 CX là cái size cuối sâu các bác nhé. Cuối sâu thì vào cho mình được nhiều dây hơn nhé. Blast LT4000. Mà hình máy thì đang còn đẹp các bác nhé. Giờ này thì nó cũng có cốt trợ lực các bác nhé. Dòng này cũng rất khỏe nhé. Giá máy mới của nó cũng rất mắc các bạn, không rẻ đâu. Dòng này thì nó cũng mặc siêu các bác nhé. Mặc siêu là dầu tự tính kháng nước kháng mặn cho các bác câu thoải mái nhé. Câu biển thoải mái. Size 4000 thì thích hợp cho bác câu lua, lua chấm, câu lóc bông, câu mồi sống. Chạy 4000 này mình câu gì cũng được nhé. Câu ngâm băng C, câu linh động cho mình. Tay quay là tay quay sheet code, đổi tay trái phải. Giật cứ con lành nhé. Để rắc. Hoạt động ok nhé. Dòng này thì nó có mặc siêu các bác nhé. Chốt chặn ok. Nói chung là máy đẹp, hoạt động êm mượt các bác nhé. Blast LT4000 CX Radio là 6.2, nặng 270 g, tải cá là 12 kg, thô dây 99 cm, chạy 6 bậc đạn. Cái này là mã số 21, giá là 2,6 triệu các bác nhé. Tới mã số 22 nhé. Mã số 2 em có một cái máy Shimano Sajadic C4 C3000 HG các bác nhé. Hình máy. Hình thì con này nó cũng trầy xước hơn nhiều chút các bác nhé. C3000 tu HG. Vật liệu C4 là siêu nhẹ các bác nhé. Dòng C là dòng body thì thân gọn nhé. Size 3000 quý sâu nhé. Quý sâu vào cho mình được rất nhiều dây nhé. Tay quay là tay quay cheat code. Đổi tay trái phải nhé. Sajadix C4 3000 C3000. Đặt cước ngon lành nhé. Đã rắc máy. Hoạt động êm mượt nhẹ các bác nhé. Êm mượt nhẹ tay. Cái dòng Sajadix thì nó chỉ một chiều các bác nhé. Tay quay tay quay cheat code, đổi tay trái phải thoải mái nhé. Rồi một chiều đó. Hoạt động êm mượt nhẹ nhé. Em bật nhận tay.
Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Sở diện đích C4 C3000HG, ratio là 6.0, tải cá là 9kg, nặng là 190g, chạy 7 bậc đạn, thô dây là 88cm. Con này là mã số 22, giá là 2,2 triệu các bác nhé. Mã số 22, giá là 2,2 triệu. Các bác là xem video ưu cái máy nào chứ nhắn vào số Zalo nhé. Cái em hỗ trợ gì chứ nhắn vào Zalo em sẽ hỗ trợ mình dễ hơn nhé. Các bác là xem video thì em cho em xin luôn một like và đăng ký kênh ấy nhé. Em tới mã số 23. Mã số 23 thì em có một cái máy T-Winmower SE-6000BG nhé. Ngoại hình máy thì đang còn rất đẹp các bác nhé. Trời rất nhẹ thôi. Bây giờ đang còn rất đẹp nhé. Xe 6000. Con này người ta đã độ núm các bác nhé. Độ còn núm này cầm nắm đẹp, cầm nắm đã hơn các bác này. Để em xem là trong hộp nó hình như là trong hộp thì có núm zin vẫn đang còn các bác nhé. Núm zin vẫn đang còn. Nói chung máy đẹp các bác. TT Win bản 2009 các bác nhé. Bản này nó chỉ có một chiều các bác nhé. Bản đầy cao nó chỉ một chiều thôi. Size 6000. Máy đẹp. Đẹp trước con lại nhé. Đồ rác. Mưa nó đang hơi to, hơi ổn một chút các bác nhé. Hoạt động em bật nhà tinh các bác nhé. Em bật nhẹ nhé. Máy đẹp, hoạt động em bật nhà tinh. Được trang nhé. Đi kèm là mà cái quả lô 6000HG, quả lô này thì quả lô mới chưa dùng các bác nhé. Giá từ kép 6000HG, quả lô này là lô mới nhé. Hai cái dùng chung được các bác nhé. Quả lô này là lô mới. Lô giờ con này cũng phải triệu mấy rồi quá. Giá từ kép 6000HG. Có lô mới. Con này thì còn đầy đủ phụ kiện các bác nhé. Có đây là có đúng gì của nó này. Đây là con này thì nó còn có một cái túi vải luôn các bác nhé. Túi vải nhé. Túi vải hai ngang rất đẹp. Sổ sách lông đèn, sổ sách này, lông đèn này, cốt đổi tay nhé, cốt đổi tay bên trái nhé, à bên phải nhé, bịt lô nhé, nói chung là không thiếu một cái gì cả bác nhé, cốt đổi tay, lông đèn này, không thiếu một cái gì cả, đầy đủ nhé, mới sao nó đầy đủ như vậy nhé. T-Winmower SE-6000BG, ratio là 4.6, tải cá là 13kg, nặng là 405g, chạy 11 bậc đạn. Nhưng mà máy đẹp, nguyên hộp phụ kiện đầy đủ các bác nhé, hộp cũng đẹp luôn nhé. Con này máy 2 lô nhé. Con này là mã số 23, giá là 5,6 triệu các bác nhé. 5,6 triệu máy 2 lô, đẹp như mới nhé.
Em tới mã số 24. Mã số 24 có một cái máy Shimano Ultega size 2500 nhé. Size 2500 là size cối sâu các bác nhé. Cối sâu thì vào cho mình được nhiều dây hơn nhé. Size này thích hợp cho bác cô lua. Cô lua thì 2500, 3000 thì là được rồi. Ok rồi. Ngoại hình máy thì cũng đang còn đẹp các bác nhé. Trên máy thì cũng đang có dây bia đang còn rất mới nhé. Các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Nhưng mà máy đẹp. Máy đẹp nhé. Sai này cô lua đẹp rồi. 2500 cuối sâu vào cho mình được nhiều dây. Đây coi tôi là seat code, đổi tay trái phải thoải mái nhé. Ultega bản đời mới nhất nhé, bản 2021 các bác nhé. Gạt trước con này nhé. The Rat. Hoạt động êm bẩn nhẹ các bác nhé. Êm bẩn nhẹ tay nhé. Dòng này nó chỉ có một chiều các bác nhé, nó không muốn trả ngược đâu nhé. Bản đời cao à. Bây giờ Shimano nó chỉ có một chiều thôi. Máy đẹp, hoạt động êm mượt. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé, sổ sách trong đền nhé. Ultega 2500, ra tiêu là 5.3, tải cá là 9kg, nặng 225g, chạy shock hoặc đạn, tua dây 78cm. Con này mã số 24, giá là 2.1 các bác nhé. Mã số 24, 2.1. Em tới mã số 25. Mã số 25 em có một con máy Shimano Netki C3000 SDH các bác nhé. Mà hình máy thì cũng đẹp như mới các bác nhé. Đây Netki bản 2010. Máy đẹp như mới, tay quay đôi nhé. Dập keng. Tay quay đôi, máy đẹp. Dòng này có nốt châm dầu cực kỳ thuận lợi cho mình nhé. Đặc điểm của bản này là tiếng nó rất kêu rất hay các bác này. Máy thì đẹp như mới các bác xem đít này. Dập keng. Cái bản 2010 cái tiếng là rất kêu nó to hơn nhé. Hoạt động êm bật nhẹ các bác nhé. Êm bật nhẹ tay. Xe 3000, chốt chặn ok nhé. Xe này câu lô đẹp rồi. Máy đẹp, hoạt động êm mượt. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện, còn sổ sách trong đền các bác nhé. Đầy đủ nhé. Netki C3000 SDH, ratio là 5.0, tải cá là 8,5 kg, nặng 310g, chạy 5 mặc đạn. Con này là mã số 25, giá là 1.3 triệu các bác nhé. 1.3 triệu, máy đẹp nguyên thủ phụ kiện nhé. Em tới mã số 26. Mã số 26 em có một con máy Daiwa Catalina 4500 các bác nhé. Cái size 4500 của Daiwa thì nó tầm size 89.000 Shimano các bác nhé. Size này thích cho bác cô bạc bãi bờ biển, câu cá tra bò, đánh cá lớn nhé. Cái dòng Catalina thì nó vô dạng của hàng cao cấp. Cao cấp nó đứng sau Stiga. Dòng này thì sản xuất tại Japan các nhé. Cái chữ men Japan nó sẽ để bên dưới chữ mặt siêu các bác nhé. Bên nó sẽ để bên trong thân máy bên dưới chữ mặc siêu nhé.
Dạo này thì có mạc siêu nhá, câu nước biển khá mạnh, hơn nước cho bác cực kỳ tốt nhá. Vậy thì nó có trầy sớt chút nhá. Tay quay sit code sẵn sàng, đổi tay trái phải thoải mái. Dòng này thì nó chỉ một chiều các bác nhé, nó không không có trả ngược đâu. Trên máy thì đang có dây BE nhé, các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Nói chung là trời rất nhẹ thôi, máy là còn đẹp nhé. Rất tuyết một ngày rồi ráp hoạt động êm rồi các bác nhé. Tay quay xích cốt, đổi tay trái phải thoải mái nhé. Chỗ này do bác cầu son hàng tay cá lớn nhé, máy đẹp hoạt động êm mượt. Dạo này nó chỉ một chiều không trả ngược đâu các bác nhé. Con này thì quà nguyên hộp phụ kiện các bác nhé, túi sổ sách lông này này đủ nha. Catalina 4500, ratio là 4.9, nặng là 575 g, tải cá là 15 kg, thời gian 94 cm, chạy 10 bậc đạn. Con này là mã số 26, giá là 4 triệu các bác nhé. Mã số 26, giá 4 triệu. Lên tới mã số 27. Mã số 27 em có một con máy Ixion CBB 4000 máy G các bác nhé. Rồi máy. Máy này nó cũng chạy rất nhẹ thôi. Nó còn đẹp nhé. Xe 4000, cuối M là cuối trung bình nhé. Tôi là tôi XG. Ratio là 6.2. Size 4000 thì size này thì cho bác câu lô chấm, câu lốc bông nhé, câu mồi sống nhé. Dòng này thì kháng mặn cũng rất tốt nhá. Thích hợp cho bác lô chấm, dòng này tuyệt vời rồi. Tay quay chiếc cốt, đổi tay trái phải thoải mái nhé. Đặt cước nguồn lại. Drop. Hoạt động êm mượt nhẹ các bác nhé, êm mượt nhẹ tay. Đây có sheet code hoạt động êm mượt. Rồi máy còn đẹp hoạt động êm mượt nhé. Dạo này nó chỉ có một chiều các bác nhé, không trả ngược đâu nhé. Một chiều thôi, ít là bóng loáng. Máy còn đẹp nhé. Cái này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Ixion CBB 4000 mấy cờ, ratio là 6.2, tải cá là 11 kg, nặng 280 g, chạy 6 bậc đạn, tôi dây 99 cm. Cái này là mã số 27, giá là 2,3 triệu các bác nhé. Mã số 27, giá 2,3 triệu. Em tới mã số 28. Mã số 28 em cũng có một con máy Simno Strategic C3000HG nhé. Strategic bản 2019 các bác nhé. Mà hình, máy. Vậy thì nó cũng có trầy rất nhẹ nhé. C3000
Series X bản 2019. Tay quay seat code, đổi tay trái phải thoải mái nhé. Size này thì thích hợp cho bác con lua nhé. Trên máy thì cũng đang có JB, các bác phải kịp mà tận dụng lại nhé. Đẹp cước ngon lành. Rồi rác máy. Quả đầu êm mượt các bác nhé. Êm mượt nhẹ. Dòng này nó chỉ một chiều thôi nhé. Tay qua seat code, đổi tay trái phải. Hoạt động êm mượt. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Series C3000HG radio là 6.0, tải cá là 9 kg, nặng 225 g, chạy 7 bậc đạp, thua dây 89 cm. Con này là mã số 28, giá là 2,5 triệu các bác nhé. Mã số 28, giá 2,5 triệu. Em tới mã số 29. Mã số 29 em có một con máy Shimano Strategic SDK8000HG các bác nhé. Size 8000 này thì thích hợp cho bác cô cá tra bò này, câu biển này, lên cá lớn nhá. Mà hình máy thì nó cũng có trầy sớt chút nhá. Xoay 8000. Nhất về cấp 8000. Cái trước ngon lành nhá. Cái dòng F-Cap 8000 về ngàn này, cái tiếng đó rắc kêu rất đã các bác ạ. Cá kéo rất phê, người rất phê. Hoạt động em mượt các bác nhé. Dòng sở giới đích này nó chỉ có một chiều, nó không trả ngược đâu các bác nhé. Một chiều thôi. Hình thì có trầy sắt chốt. Nói chung là máy nào ok nhá. Cái này thì đã qua nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Series F-8000HG ratio là 5.6, tải cá là 13 kg, nặng 645 g, chạy 7 bậc đạp, thua dây là 107 cm. Cái này là mã số 29, giá là 4,1 triệu các bác nhé. Mã số 29, 4,1 triệu. Series 8K. Em tới mã số 30. Mã số 30 em có một con máy Shimano Strategic FVK10000HG các bác nhé. Con này thì là máy mới các bác nhé. Máy mới mới vào dây nhé. Mới vào dây chưa đi câu nhé. Mới vào dây, cái hộp dây là vào dây là dây Sugar BX8 các bác nhé. Dây BX số 5 300m này. Đây là cái hộp nhé. Còn dây đã vào rồi các bác nhé.
BSUGX8. B số 5 78 lb, 78 lb là 35,4, tại cá là 35,4 kg nhé, là 35 ký rưỡi các bác nhé, gần 35 ký rưỡi nhé. Dây 300 m, dây số 5. Sugar. Miên giờ 3 này. Cái này là máy mới các bác nhé. Máy mới thì máy mới vào dây thôi nhé. Máy mới thì nó sẽ không có trầy xước gì cả đâu các bác nhé. Các bác cứ yên tâm nhé. Người ta mới vào dây chưa đi câu. Ngoại hình máy mới thì ngoại hình các bác yên tâm nhé, sẽ không có trầy xước gì cả đâu nhé. Cái dây thì mới vào đây, dây mới vào nối đít đời hết thì các bác nhé. Dây Sugar dây số 5 nhé, hộp dây vẫn đang còn nhé. Đây là mới vào dây các bác nhé, chưa đi câu luôn nhé. Đấy, dây số 5 300 m, đây còn nguyên vỏ luôn nhé. Máy mới. Rồi trước con này. Mấy dòng này cái tiếng đời rất kêu đã lắm các bác nhé. Máy mới. Máy mới thì hoạt động các bác yên tâm nhé. Hoạt động em mượt. Máy mới thì đẹp rồi, không có trầy xước gì cả. Trầy xước đích FTK 10.000 HG nhé. Sở đích FTK 10.000 HG, ratio là 5.6, tải cá là 13 kg, nặng 660 g, chạy bê bậc đạm, thô dây là 116 cm. Cuốn này là mã số 30, giá là 4.6 triệu các bác nhé. 4.6 triệu máy mới. Dây bia thì mới vào dây các bác nhé. Dây bia Sugar mới vào dây nhé. Thì các bác đã xem video ưng cái máy nào chứ nhắn vào số Zalo nhé. Cần em hỗ trợ gì chứ nhắn vào Zalo em sẽ hỗ trợ như mình dễ hơn nhé. Các bác đã xem video ưng video con máy nào chứ nhắn vào Zalo em sẽ hỗ trợ mình. Các bác xem video cuối video này cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh nhé. Video này mình không chọn mua được những con máy đẹp bằng ý thì video sau mình cũng sẽ chọn là mua được những con máy đẹp bằng ý thôi. Em chào các bác và hẹn gặp các bác ở các video sau nhé.